Bùi Lang Quân, sao huynh vẫn ở đây? Ngày nào tướng quân và pháp sư còn ở đây đánh cờ thì ta còn ở lại đây ngày nay. Điện Phật này có bốn cửa lớn đông tây nam bắc, sao huynh biết được Tô tướng quân sẽ rời đi từ cửa nào? Việc này vẫn mong huynh trưởng cho ta biết. Tâm tư của Tô tướng quân ta làm sao có thể biết, trừ phi huynh một bước không rời, đứng bên ngoài phòng đánh cờ của Tô tướng quân và pháp sư. Nếu đã vậy, ta sẽ đứng bên ngoài phòng đánh cờ không rời khỏi nửa bước. Tô tướng quân lệnh huynh không được bước vào cửa điện nửa bước. Tô tướng quân chỉ nói không cho phép ta bước vào, chứ không cấm ta vào trong. Bùi Mỗ là người trọng chữ tín, đương nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Này, huynh đang làm gì thế? Nếu sau này tướng quân có hỏi đến, huynh phải làm chứng cho ta đấy. Bùi Mỗ ta chưa từng bước vào chùa nửa bước, không tính làm trái lời hứa. Ta cũng đã vào rồi, vẫn mong huynh trưởng nói ta biết phòng đánh cờ ở đâu. Cũng không biết là tay nghề của danh gia nào mà có thể thêu sinh động như thật đến vậy. Người đấy, thật sự đã hại ta thảm rồi. Huynh trưởng, họ chơi thế nào rồi? Ta cũng không biết, họ đang đánh cờ mù. Cái gì? Tướng quân và pháp sư đánh cờ mù ư? Chính vì là chơi cờ mù nên người ngoài mới không thể biết được khi nào ván cờ này mới đánh xong. Bye.
Bồ Tát, mọi người đều nói người luôn phù hộ người tốt. Mẹ của con là người tốt nhất trên thế gian này. Nay, mẹ con đang gặp nguy hiểm. Con rất lo lắng cho mẹ, cũng rất sợ hãi. Không biết tương lai là may hay rủi. Xin Bồ Tát hãy chỉ rõ giúp con. Đây chẳng phải là khăn ta thêu sao? Sao lại ở đây? Nhất định là Bồ Tát đã thấy tấm lòng thành của con. Vừa nãy hiển linh giúp con thoát khỏi biến mê. Lời Bồ Tát muốn nói chắc chắn ở trên quẻ này. Quẻ thượng thượng. Đa tạ Bồ Tát phù hộ. Chỉ cần mẹ con bình an vô sự thì con không sợ gì nữa cả. Cô bé này còn nhỏ tuổi mà tay đã nhanh nhẹn thế này, thêu ra được bông hoa trà trông như thật. Người ở đây chờ ta 3 ngày, nhưng đến thời khắc cuối cùng đều là quân cốc. Chút bản lĩnh này của ngươi, còn muốn trở thành đồ đệ của Tôn Định Phương ta? Tự thấy xấu hổ, tình nguyện nhận thua. Ta vốn định đi rồi, nhưng mà ta cũng muốn biết tại sao ngươi lại muốn đổi quẻ vận của cô gái đó. Bẩm tướng quân, cô gái vừa rồi rõ ràng là đã gặp phải cánh cửa khó khăn nhất trong đời người. Cho dù quẻ là gì, cũng không thể nào thay đổi được tình cảnh của cô ấy. Nhưng là một quẻ tốt lại có thể giúp cô ấy có dũng khí đối mặt với hiểm nguy. Tại hạ thấy cô ấy sợ đến ngơ cả người, cho nên muốn cho cô ấy chút dũng khí. Nói xem nào, dũng khí gì vậy? Dũng khí của tại hạ là biết rõ là không thể nhưng vẫn làm. Năm đó Tô tướng quân dẫn dắt 200 kỵ binh đã tập kích bất ngờ doanh địa Đông Đột Khuyết, khiến cho Hiệt Lợi Khả Hãn hoảng sợ bỏ chạy. Đại quân của tướng quân Lý Tịnh vừa lúc đuổi tới, giết hơn vạn địch, hơn 10 vạn tù binh đánh bại được Đông Đột Khuyết. Tô tướng quân năm đó biết là không được nhưng vẫn làm. Có thể thấy trên thế gian này mọi chuyện không thể nào dự đoán trước được, chỉ xem mình làm như thế nào mà thôi. Hay, nói hay lắm. Nào, tên đồ đệ ngươi ta nhận. Thật sao? Tô tướng quân thật sự nhận tại hạ làm đồ đệ sao? Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ đệ một lạy. Bùi Hiền Điệt, tiểu điệt Bùi Hành Phượng xin thỉnh an Dương phu nhân. Phu nhân sức khỏe vẫn tốt chứ? Không cần đa lễ. Con từ Sơn Tây xa xôi tới đây, dọc đường vất vả rồi. Nguyên Hoa tham kiến Hiền huynh. Một năm không gặp, mẹ thường hay nói với muội về Hiền huynh lắm, rất nhớ mong. Xin chào võ muội muội.
Gia Phụ và Võ Bá Bá là trụ cố Giao. Gia Phụ qua đời sớm. Tiểu Điệt lúc nhỏ ở Trường An, nhận được sự chăm sóc của Võ Bá Phụ và Võ Bá Mẫu. 3 năm trước, Võ Bá Phụ qua đời. Tiểu Điệt ở phía đông xa xôi không thể nào đến để chia buồn. Lần này vào kinh đi thi, ở lại Trường An một thời gian dài, nên cố ý tới phủ thăm hỏi, thắp hương cho Bá Phụ, cũng tới thăm phu nhân và muội muội. Tiểu Điệt có lòng rồi, mau, mời ngồi. Mời. Đồ Nhi, xin thỉnh an sư phụ. Kỳ hạn 7 ngày tới rồi, không biết sư phụ có cách sửa nào hợp lý không? Sư phụ là thần may vá, Đồ Nhi không theo kịp. Xin sư phụ chỉ dạy, Đồ Nhi làm thế nào mới có thể đạt được cảnh giới của sư phụ? Tay nghề của ngươi đã rất tốt rồi. Cảnh giới của may vá không nằm ở tay, mà là ở tâm. Đợi đến khi trong lòng ngươi đạt được cảnh giới đó rồi, kỹ thuật thêu thùa của ngươi sẽ lên một tầm mới. Nói cho cùng, sư phụ vẫn là không chịu truyền lại, nên mới dùng mấy lời này để lấy lệ thôi phải không? Nếu như ngươi thật sự cho là như vậy, thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Bộ y phục này đã đủ để mang về mà ăn nói rồi. Đừng quên giao ước giữa ngươi và ta, không được nói với người khác ta có một đứa con gái. Tạ ơn sư phụ đã giúp đỡ. Chuyện sư phụ giao phó, Đồ Nhi tự biết sẽ nhớ trong lòng. Võ tài nhân, người đẹp thật đấy. Mặc bộ cát phục này lên giống như là tiên nữ trong tranh vậy. Không ngờ muội còn nhỏ tuổi mà tay nghề đã giỏi như vậy. Đợi ta tiến cung rồi sẽ cho muội nhập cung, rồi sẽ làm người may áo riêng cho ta. Mẹ muội nói rồi, hoàng cung là nơi hoa lệ, nơi xa hoa nhất. Có cung điện nguy nga, có y phục hoa lệ, có trang sức chói mắt. Đừng... Đó cũng là xiềng xích cứng nhất, là nhà lao kiên cố nhất. Muội không muốn đến một nơi không có tự do như nhà lao để sống. Vậy muội muốn đi đâu? Mẹ muội nói, cao xương quê hương của người mới là nơi đẹp nhất thế gian này. Chỉ có ở cao xương mới có thể sống một cuộc sống tự do tự tại. Mẹ muội nói đúng, nhưng không đúng hoàn toàn. Tự do không chỉ là trời đất rộng lớn, tự do tự tại. Hoàng cung là nơi hoa lệ nhất, cũng là nơi có quyền lực nhất. Sao ta lại nói những điều này với một đứa trẻ chứ? Có thể ta và muội tâm đầu ý hợp. Ta cũng rất thích tính cách của muội, cho nên mới không nhịn được mà nói với muội những lời đó. Lily, sau này muội đừng gọi ta là võ tài nhân nữa, cứ gọi ta là võ tỷ tỷ đi. Võ tỷ tỷ tốt lắm, mặc dù muội và tỷ tỷ chỉ mới biết nhau 7 ngày ngắn ngủi, nhưng muội rất thích tỷ. Ước mơ của muội là ở cao xương, còn ước mơ của tỷ là ở hoàng cung. Muội đã nhận tỷ tỷ này, nhưng sau này chúng ta chắc cũng không còn duyên gặp lại nữa. Hy vọng chúng ta có thể đạt được nguyện vọng. Muội và mẹ của muội có thể có được hạnh phúc giản đơn. Còn tỷ, sớm có một ngày có thể đứng ở nơi quyền lực cao nhất, không chỉ có thể làm chủ được chính mình,
mà còn có thể có được tự do chỉ điểm Giang Sơn. Tham kiến Dương Phi. Lâm Thượng Phục hôm nay đến đây là vì chuyện gì? Nô tỳ đến để dâng y phục cho Dương Phi. Dâng y phục. Mời Dương Phi xem. Bộ lễ phục này là thượng phục cục dâng tặng Dương Phi làm quà mừng, cùng chúc Dương Phi sớm ngày lên ngôi hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Đây là lễ của thượng phục cục dâng sao? Đúng vậy. Thần thiếp cung nghênh bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Hay cho một bộ lễ phục tuyệt mỹ của hoàng hậu. Nếu như không phải chấm tận mắt nhìn thấy thì thật sự không dám tin, thì ra nàng đã mong chờ vị trí hoàng hậu này từ lâu rồi. Bệ hạ minh giám, thần thiếp chưa từng bảo thượng phục cục làm lễ phục của hoàng hậu. Chuyện này là do thượng phục cục giấu thần thiếp làm ra. Thần thiếp bị oan, mong bệ hạ minh giám chuyện này, rửa oan cho thần thiếp. Chuyện làm lễ phục lớn như vậy mà nàng lại không biết sao? Bệ hạ, thần thiếp dám thề với trời, chưa từng ra lệnh cho thượng phục cục làm lễ phục của hoàng hậu. Nếu như bệ hạ không tin, thần thiếp tình nguyện dùng cái chết để chứng minh trong sạch. Dương Phi. A Toàn, mau truyền thái y. Vâng. Đều là họa do ngươi gây ra, còn không mau ra nhận tội, đừng để liên lụy tới thượng phục cục. Nô tỳ là người của thượng phục cục. Nếu nô tỳ nhận tội, thượng phục cục có thể yên ổn không? Nói, chuyện làm lễ phục là chủ ý của ai? Ở trước mặt bệ hạ, các người phải nói cho rõ. Có phải ta lệnh cho các người làm lễ phục của hoàng hậu không? Khởi bẩm bệ hạ, Dương Phi chưa từng ra lệnh cho thượng phục cục làm lễ phục của hoàng hậu. Nếu như không phải là nàng ấy ra lệnh, thì ai bảo các ngươi làm? Bệ hạ. Bệ hạ. Là Trác Cẩm Nương, là sư phụ của nô tỳ Trác Cẩm Nương, là bậc thầy trước đây của thượng phục cục An Thị. An Thị. Bệ hạ. Lễ phục hoàng hậu này là sư phụ của nô tỳ, thiên hạ đệ nhất châm An Thị làm ra. Kỹ thuật của sư phụ nổi tiếng khắp thiên hạ, không ai có thể vượt qua được. Ngoại trừ sư phụ ra, thiên hạ không có người thứ hai có thể thêu ra bộ lễ phục đẹp đến như vậy. Nô tỳ không dám nói dối. Chậm nhớ An Thị này, năm đó trưởng tôn hoàng hậu rất thích y phục do cô ta làm. Nhưng không phải nhiều năm về trước cô ta đã xin tiên hoàng hậu ban ân điển xuất cung rồi sao? Bẩm bệ hạ, năm đó sư phụ nhất thời hồ đồ, cầu xin tiên hoàng hậu cho người xuất cung. Nhưng sau khi xuất cung, sư phụ chịu khổ của nhân gian, không lâu sau đã hối hận, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội tốt để quay lại cung. Mấy ngày trước, trong ngoài hoàng cung truyền tin Dương Phi sắp được phong làm hoàng hậu. Sư phụ nghe được tin đồn, muốn mượn cơ hội này lấy lòng Dương Phi để quay lại thượng phục cục, cho nên mới vượt quy tắc làm ra bộ lễ phục này và lệnh cho nô tỳ đem dâng cho Dương Phi. Lúc sư phụ giao lễ phục cho nô tỳ, chỉ nói đây là bộ váy sư phụ làm tỉ mỉ cho Dương Phi, lệnh cho nô tỳ tận tay dâng tặng Dương Phi. Nô tỳ chưa kiểm tra rõ ràng đã mang bộ lễ phục này tiến cung, suýt nữa hại oan Dương Phi. Nô tỳ đáng chết, xin bệ hạ tha mạng, xin Dương Phi tha mạng. Chậm suýt thì trách nhầm nàng rồi. Bệ hạ,
Người đâu? Dạ. Kéo hai nô tỳ của thượng phục cục này ra ngoài, giao cho Dịch Đình thẩm vấn định tội. Bệ hạ đừng mà. Chuyện này không liên quan đến nô tỳ bị oan bệ hạ. Bệ hạ, nô tỳ nhất thời sơ suất bị sư phụ lợi dụng, suýt thì hại Dương Phi, tội đáng chết ngàn lần. Nhưng bệ hạ, nếu vì chuyện này mà giáng tội cho thượng phục cục, giáng tội nô tỳ, há chẳng phải công nhận lời đồn đoán bên ngoài về Dương Phi sao? Bệ hạ, bệ hạ, để Dương Phi không bị người khác hiểu lầm, xin bệ hạ tha mạng cho nô tỳ, cho nô tỳ lập công chuộc tội. Bệ hạ, đợi đã. Bệ hạ thánh minh, nếu đã trả được sự trong sạch cho thần thiếp khẩn xin bệ hạ tha cho hai nô tỳ của thượng phục cục này. Nếu giáng tội hai người họ, e là tin đồn vẫn lan truyền, sóng gió lại nổi lên. Thần thiếp không muốn vì chuyện lập hậu, khiến trên triều, hậu cung đều không được yên. Thôi vậy, nghe lời khuyên của Ái Phi, tạm tha cho hai nô tỳ này. Nhưng An Thị này đã rời cung, còn mua danh bán lợi, nhờ vả hối lộ, gây ra phong ba, đúng là đáng ghét. Ta lệnh cho hai người phối hợp với Đại Lý Tự, bắt An Thị vào ngục, điều tra rõ sự việc, lập công chuộc tội. Tạ ơn bệ hạ. A Lang, có chuyện rồi. Quan sai của Đại Lý Tự đến bắt người rồi. Đại Lang, mau lấy giấy tử hôn ra đây. Vâng. An đại gia, nếu ngươi còn không ra, chúng ta sẽ vào trong bắt người. Ngươi là đệ nhất châm trong thiên hạ, An đại gia là dân nữ, ngươi vì lấy lòng quý nhân trong cung, vượt quá quy tắc dâng lễ phục của hoàng hậu, có nhân chứng vật chứng, đã biết tội chưa? Quan sai lão gia, ngài nói y phục ta làm có nhân chứng vật chứng, cô ta là nhân chứng sao? Trác Cẩm Nương, xem ra lúc ngươi định bợ lừa ta đã xảy ra sai lầm, nên mới gấp gáp phủi tội, vội vàng đẩy ta ra chịu tội. Chúng ta là sư đồ, lương tâm của ngươi để ở đâu? Chúng ta là sư đồ, bà có bao giờ coi ta là đồ đệ mà dốc lòng dạy bảo không? Bây giờ sư phụ phạm lỗi lớn, quốc pháp khó tha, đồ đệ chỉ đành vì đại nghĩa diệt thân. Sư phụ, người cũng biết rõ, nếu không muốn liên lụy tới người thân thì dứt khoát nhận tội đi. Chuyện đồ đệ từng hứa với sư phụ vẫn có hiệu lực. Nếu sư phụ không thức thời kéo người khác vào, không chịu nhận tội, đừng trách đồ đệ bất tín, bất nghĩa, vô tình. Lăng quân của ngươi đâu? Sao có chuyện lớn như vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu? Đây. Cố Định Diên Trung bái kiến quan sai Đại Lý Tự. Bẩm quan nhân, vài ngày trước ta phát hiện An Thị đang may y phục trong cung tại nhà. Lúc đó cảm thấy không ổn, tuy không biết đó là lễ phục trong cung, nhưng cũng đã ngăn lại. Nhưng ta nói thế nào An Thị cũng không nghe, cố chấp làm. Lúc đó ta đã viết giấy tử hôn bỏ An Thị rồi. Mời quan nhân xem. Từ nay về sau, An Thị và Cố Địch gia ta không còn liên quan. Những gì tiểu nhân nói là thật, đầy tớ trong nhà và hàng xóm xung quanh đều có thể làm chứng. Bắt An Thị đi cho ta.
tránh ra. Sao vị nữ quan này lại quay lại rồi? An Thị có một cây kim vàng. Các người có biết được giấu ở đâu không? Không biết. A Tào, nàng có biết không? Đại lang còn không biết, thì thiếp càng không biết ở đâu. Kim vàng là chứng cứ quan trọng chứng minh An Thị mưu phản. Nếu như các ngươi to gan giấu giếm, thì sẽ mang tội diệt môn. Ta không dám nói dối, mà thật sự không biết. Không biết. Các loại tra tấn của Đại Lý Tự có thể sẽ khiến ngươi nhớ ra tung tích của cây kim vàng đó. Có lẽ kim vàng... có lẽ ở trên người con gái lưu ly của An Thị. Không phải. Không thể vì một con bé lưu ly mà làm mất mạng cả nhà chứ. Đúng rồi. Con gái của sư phụ. Chuyện quan trọng thế này sao ta lại quên mất chứ? Nói. Bây giờ lưu ly đang ở đâu? Nguyên nữ quan thượng phục cục An Thị mưu phản, bây giờ bị Đại Lý Tự ta bắt về quy án. Con gái Lưu Ly của An Thị là nhân chứng quan trọng trong vụ án. Có người báo rằng Lưu Ly đang may vá trong phủ, ta phụng lệnh đến bắt giữ, mong trong phủ tạo điều kiện. Quan sai làm việc, tiểu nhân không dám ngăn cản. Nhưng tứ nương trong võ phủ bọn ta là tài nhân mà bệ hạ đích thân phong. Chỗ quý nhân ở, sao có thể để người khác dễ dàng ra vào chứ? Mong ngài hãy chờ một chút để tiểu nhân vào trong bẩm báo với A Lang. Được, nhanh chóng bẩm báo đi, bọn ta ở đây chờ. Làm trễ giờ của Đại Lý Tự điều tra án, bọn ta không gánh nổi. Vâng. Bùi huynh, võ muội muội, ta vừa đến từ biệt lão phu nhân, vừa định đến từ biệt muội đây. Mấy hôm nay ở trong phủ đã làm phiền nhiều rồi. Ta đã tìm được quán trọ, hôm nay sẽ dọn đi. Bùi huynh dừng bước. Muội muội có việc muốn nhờ huynh giúp đỡ. Võ muội muội muốn ta làm gì? Lưu Ly. Võ tỷ tỷ, có phải mẹ muội đến đón muội không? Lưu Ly, mẹ muội xảy ra chuyện rồi. Quan sai đến bắt muội, đã đến cửa võ phủ rồi. Bây giờ không có gì gấp hơn việc giữ mạng. Ta đã sắp xếp một vị lang quân dẫn muội đi. Muội phải tin huynh ấy. Võ tỷ tỷ, mẹ muội xảy ra chuyện gì rồi? Võ tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ đấy. Muội chỉ muốn ở cùng mẹ thôi. Lưu Ly, muội nghe lời ta nói, muội vẫn còn là một đứa bé, muội không cứu được mẹ của muội đâu. Nếu như muội ở lại chỉ khiến cả hai người lâm vào nguy hiểm thôi. Mặc dù ta không quen biết mẹ của muội, nhưng muội từng nói với ta, mẹ muội từng nói đến được cao xương mới có thể sống cuộc sống tự do tự tại. Ta tin rằng đây là ước nguyện lớn nhất của mẹ muội. Muội nhất định phải sống sót, sống một cách tự do tự tại. Không, muội chỉ muốn ở cùng mẹ. Các người không thể xông vào trong, không thể xông vào trong. Mau đi. Không, đi. Mau đi. Các người không thể xông vào trong. Các người không thể xông vào thêm nữa. Không được xông vào. Các người không thể xông vào. Không được xông vào. Tham kiến võ tài nhân. Tiểu nhân thật sự không ngăn được các vị quan sai. Nghe nói quan sai ở Đại Lý Tự đến phủ của ta truy lùng tội phạm. Võ phủ của ta sao có thể có quan hệ gì với tội nhân chứ? Quan sai phải lục soát thật kỹ đấy. Phải tìm kỹ từng phòng một. Bắt nhân chứng quan trọng của án mưu phản là việc quan trọng. Chúng tại hạ cũng là bất đắc sĩ, chỉ có thể đắc tội với người trong phủ thôi. Mong tài nhân thứ lỗi. Tiền viện đã lục soát cả rồi, không có phạm nhân. Phát hiện cửa sau của phủ có dấu chân ngựa mới, trái nông phải sâu, giống như có người đang vội vàng đem người hoặc vật gì đó rời khỏi đây. Đuổi theo, tuân lệnh. Lưu Ly, ta chỉ có thể giúp muội đến thế thôi. Hy vọng muội bình an. Bắt bọn chúng lại. Tránh ra. Người không liên quan tránh ra. Mau đuổi theo bọn chúng. Đừng để chúng chạy mất.
Người tốt bụng, thả ta xuống đi. Quan binh đã đuổi đến rồi. Ta không muốn liên lụy Ninh, cũng tuyệt đối không liên lụy Võ tỷ tỷ. Cảm ơn hai người. Đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi một mình. Người tốt bụng huynh tên gì? Cứu ngươi chỉ là tiện tay thôi, không đáng nhắc đến. Ngươi không cần để ý, cũng không cần biết họ tên ta. Mau nấp đi. Tránh ra, tránh ra. Mau đuổi theo. Nhất định phải đuổi được bọn họ. Nhất định đừng để bọn họ chạy thoát. Mau đuổi theo. Người tốt bụng, cảm ơn huynh. Xin lỗi. Tuổi nhỏ mà có thể dũng cảm như vậy, thủ ước không thể bảo vệ ngươi chu toàn, chỉ hy vọng ngươi có thể bình yên qua khỏi kiếp nạn này. Đừng để hắn chạy thoát. Tào Thị, ngươi nhìn cho kỹ đi, người này là ai? Con bé chính là con gái của An Thị Lưu Ly. Hai mẹ con đều rơi vào tay ta. Ta không tin không tìm được kim vàng. Đưa con bé về trước. Không đuổi kịp người cưỡi ngựa kia, đối phương đeo khăn che mặt không nhìn rõ tướng mạo. Chúng ta về phải báo cáo thế nào với quan trên quá trình bắt phạm nhân đây? Võ phủ có tiền có thế, con gái võ gia lại là quý nhân mới phong. Tốt nhất chúng ta đừng đắc tội. Càng huống hồ ý của bệ hạ là vụ án lễ phục chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, chỉ truy cứu một mình An Thị. Nếu phạm nhân là bắt được trên đường thì chúng ta đừng quấy rầy võ phủ nữa. Vâng. Dẫn con bé vào. Lưu Ly, Lưu Ly. Nó chỉ bị ngất đi thôi, không có gì đáng ngại. Lưu Ly. Sư phụ, bây giờ người có nguyện dùng thiên hạ đệ nhất châm và bí kíp may y phục để trao đổi với đồ đệ có lòng bất chính này không? Chỉ cần ta có được thứ mà ta muốn, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu mạng con gái của người. Trác Cẩm Nương, ngươi đã từng thề, chỉ cần ta giúp các ngươi gánh tội, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến con gái ta và người vô tội. Tiếng nói vẫn còn đó, ngươi đã nuốt lời nhanh như vậy sao? Ngươi có còn là con người không? Trở thành thiên hạ đệ nhất châm, ngồi vào vị trí đại gia ở thượng phục cục là tâm nguyện đời này của ta. Đừng nói là liên lụy đến một mạng hay tính mạng của người vô tội. Mặc dù mất mạng của chính mình, ta cũng sẽ không tiếc. Ngươi mất trí rồi, ngươi nhất định sẽ phải chịu quả báo. Trác Cẩm Nương,
Ta và ngươi nói đến đây thôi. Lưu Ly, Lưu Ly, nếu sư phụ không muốn giúp cho đồ đệ thì đừng trách đồ đệ ra tay độc ác. Còn hai canh giờ nữa là trời sáng, sư phụ vẫn còn thời gian, có thể nghĩ thật kỹ. Sau khi trời sáng, ta sẽ đến hỏi lại người. Sư phụ, người không có lựa chọn nào khác đâu. Nếu muốn sống thì người chỉ có thể cầu xin ta. Lưu Ly, có ai không? Cai ngục có ai không? Có ai không? Nửa đêm không ngủ hét cái gì mà hét? Làm phiền ngài mời giúp ta Tôn Đức Thành của Bất Lộc Viện đến. Ta muốn nhờ ông ấy xử lý việc hậu sự của ta tốt một chút, để sang thế giới bên kia bệnh không khổ nữa, có thể đầu thai tốt hơn. Để tình cây châm này, ta giúp ngươi đi một chuyến. Nhưng Tôn Nội Thị tính tình cổ quái, cho dù ông ta đến hay không thì cây châm này cũng thuộc về ta. Đã là người sắp chết rồi, giữ lại cây châm có ích gì? Làm phiền ngài giúp ta đi một chuyến. Hóa ra là cô ấy. Không ngờ tiểu cô nương này đến chỗ Phật xin quẻ, xem quẻ hung cát lại là vì chuyện hôm nay. Hôm đó ta thay đổi quẻ vận của cô ấy, cuối cùng là giúp cô ấy hay là hại cô ấy đây? Một nha đầu thông minh, nguy hiểm cận kề không bấn loạn, còn có thể sắp xếp mọi việc thỏa đáng. Chỉ hy vọng cô có thể bình an trải qua kiếp nạn này, sẽ có một ngày có thể quay về tìm lại kim vàng. Tôn Nội Thị đến rồi, có lời gì nói mau đi. Nơi này là tử ngục, đã vào rồi thì đừng mong sống trở ra, đừng có giở trò với ta. Tôn Nội Thị, ta biết, ta và con gái mạng không dài. Cầu xin ngài, sau khi bọn ta chết, cầu xin ngài nhất định hãy cho bọn ta một cái quan tài tốt, chôn thêm một ít vận dụng hàng ngày, để bọn ta ở âm gian không còn khổ sở thế nữa. Đã nhận tiền của ngươi, đương nhiên sẽ làm tốt chuyện ngươi nhờ. Bất Lộc Viện là nơi vô tình nhất, nhưng cũng là nơi có phép tắc nhất. Xin nhờ vả Tôn Nội Thị. Chuyện đã nói xong, mời Tôn Nội Thị mau chóng rời đi cho. Dù sao nơi này cũng là tử ngục, nán lại lâu bọn ta cũng khó xử. Đúng rồi, tù nhân ở phòng giam kế bên vừa chết rồi. Mời các người đem thi thể đi luôn, tránh để ta phải đi chuyến nữa truyền lời.
Người này còn chưa chết hẳn, bất lục viện làm việc liên quan tới người chết. Nếu vẫn còn một hơi thở thì tuyệt đối không chạm tay, nếu không sẽ tổn hại xương thọ, không phải Tôn Nội Thị. Một canh giờ nữa chắc chắn chết hẳn. Đến lúc đó ta cho đồ đệ qua đây thu xác. Sư phụ, phạm nhân khi nãy rõ ràng chết rồi mà, tại sao không đưa theo luôn? Bởi vì chỉ cần hắn ta chết muộn một canh giờ thì có thể cứu sống hai mạng người. Mẹ, Lưu Ly, Lưu Ly, con tỉnh lại đi. Mẹ, Lưu Ly, Lưu Ly, mẹ, Lưu Ly, mẹ. Võ tỷ tỷ nói mẹ xảy ra chuyện rồi, con lo quá. Mẹ không sao. Mẹ, đây là đâu? Con muốn về nhà. Lưu Ly, ngoan, đừng sợ. Bây giờ mỗi câu mẹ nói với con nhất định phải nhớ cho kỹ. Tôn đức thành của Bất Lục Viện, mặt lạnh nhưng trái tim ấm áp. Ông ấy là một người tốt, ông ấy sẽ cứu con. Từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe lời ông ấy, biết chưa? Sau này, cho dù con gặp phải chuyện gì, cũng nhất định phải dũng cảm, kiên cường. Cho dù khó khăn, gian khổ thế nào, cũng phải cố gắng sống tiếp. Đợi con lớn rồi, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi hoàng cung, sống cuộc sống tự do tự tại. Tôn Nội Thị sẽ giúp con. Con phải nhớ kỹ, nhất định không được báo thù cho mẹ. Nhớ kỹ, mẹ chỉ muốn con bình an, vui vẻ, trưởng thành, hạnh phúc mà sống một đời. Mẹ, biết chưa? Mẹ, tại sao mẹ phải nói với con chuyện đó? Con chỉ muốn sống cùng với mẹ, chỉ muốn cùng mẹ sống vui vẻ, tự do, tự tại một đời. Lưu Ly, nhất định phải nhớ rõ những lời mẹ nói. Mẹ, con chỉ muốn sống cùng mẹ. Sau này con nhất định sẽ nghe lời mẹ. Xin mẹ đừng vứt bỏ con. Lưu Ly.
是